Chào tất cả các bạn. Trong cái video lần này thì mình sẽ giới thiệu đến cái toán tự dấu phẩy đấy. Về như nào toán tự dấu phẩy đấy, và cấu trúc của nó như nào thì mình sẽ giới thiệu ở cái phần sau đây. Đấy. Thì ở đây mình có một cái đoạn cốt nhỏ đó. Đó. Đây là ban đầu thì mình sẽ khởi tạo cái biến cho nó, cái báo biến y và gì đấy. Các bạn chỉ cần quan tâm đến cái dấu phẩy ở trong cái lệnh for này đấy. Dấu phẩy này đấy, hai cái dấu phẩy này rồi. Còn cái dấu phẩy ở cái dòng khai báo biến này, đây chỉ là cái dấu để dùng để ngăn cách thôi đấy. Và cái dấu phẩy ở đây cũng vậy. Đó, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái dấu phẩy ở trong cái câu lệnh for này, biểu thức trong câu lệnh for này. Thì câu lệnh for này mình khởi tạo ban đầu cho nó, đây là cái y bằng 0 và g bằng 0 chính là cái giá trị khởi tạo đấy. Còn cái y điều kiện y bén 10 chính là cái điều kiện đấy. Còn cái print này tức là nó sẽ thực thi cái lệnh thực thi. Còn cái y cộng cộng và g trừ trừ này chính là cái nó cập nhật đấy. Thì nguyên lý của nó sẽ là khởi tạo và sau đó so sánh điều kiện thực thi và quay lại, nó sẽ cập nhật, nó cứ làm tiếp tục như vậy đấy. Ở đây y cộng cộng đấy chính là tương đương với cái y bằng y cộng 1, và y trừ trừ sẽ bằng y g trừ trừ thì sẽ bằng g tương đương với cái biểu thức g bằng g trừ 1 đấy. Đấy thì tức là nó giảm đi một đơn vị, còn cái y cộng cộng này nó tức là nó sẽ tăng lên một đơn vị đấy. Và sau đó thì mình sẽ in ra cái kết quả của y và g đấy. Ở đây mình sẽ chạy chương trình cho các bạn xem ạ. Đây, đây là cái kết quả mình đã được. Như các bạn đã thấy thì nó đều in ra cái giá trị y và g nó đối ngược nhau, 2 trừ 2 và trừ 3 nó đến 9 và trừ 9 đấy. Về cái dấu phẩy này tức là gì đấy. Ở cái dấu phẩy ở trong cái phần khai báo của cái câu lệnh for này đấy. Đấy, đây là từ y bằng 0 và g bằng 0, tức là cái phần khai báo. Thì cái dấu phẩy này tác dụng của nó là gì đấy. Thì cái biểu thức mà đằng trước cái dấu phẩy này nó sẽ được thực hiện trước, tuần tự ấy, nó sẽ thực hiện trước, xong rồi mới đến cái biểu thức ở cái phần sau này, tức là y bằng 0, khởi tạo y bằng 0 trước, sau nó sẽ khởi tạo y g bằng 0 đấy. Tương tự với cái y cộng cộng và g trừ trừ này đấy. Thì cái đầu tiên nó sẽ làm cái trình biến dịch, nó sẽ nó sẽ thực hiện y cộng cộng đấy, sau đó nó mới cái thực hiện cái g trừ trừ đấy. Và để chứng minh cái điều đó thì mình sẽ có một cái ví dụ sau đây. Và đây là cái ví dụ để chứng minh cho cái điều đó, chứng minh cho cái toán tự dấu phẩy đấy. Đấy. Ở đây mình khai báo cái biến là y bằng 0 và mình ở g thì mình để trống đấy. Mình khai báo cho nó là kiểu integer, và sau đó sau khi khai báo thì mình sẽ tăng y lên y cộng cộng đấy, và g sẽ bằng y nhân 2 đấy, và sau đó sẽ in ra kết quả y và g đấy. Thì như mình nói trước thì cái toán tự dấu phẩy này thì nó sẽ thực hiện từ trái qua phải đấy, đấy. Và tức là nó sẽ thực hiện y cộng cộng trước, sau đó mới tính tính g đấy. Ở đây thì mình sẽ chạy để cho các bạn xem cái kết quả như thế nào đấy. Đây rồi, nó đã in ra kết quả y là phải sẽ bằng 1 và g sẽ bằng 2 đấy. Rồi mình sẽ giải thích. Rồi ở đây đây là cái toán tự dấu phẩy. Toán tự dấu phẩy thì nó sẽ thực hiện cái đây trước, tức là nó sẽ thực hiện tuần tự từ trái qua phải đấy. Nó sẽ thực hiện y cộng cộng trước đấy. Ở đây mình khởi tạo ban đầu y bằng 0, thì sau khi y cộng cộng thì nó sẽ bằng bằng 1. Nhưng khi xong cái giá trị mà trước cái dấu phẩy này thì nó chưa bằng 1, là nó vẫn bằng 0. Chỉ khi cái trình biến dịch nó chạy qua dịch qua cái dấu phẩy này đấy, dịch qua cái dấu phẩy này thì giá trị y lúc đó mới bằng 1 đấy. Còn khi đằng trước cái dấu phẩy này, cái trình biến dịch mới
dịch đến trước cái dấu phẩy này đấy, thì giá trị của y vẫn bằng không đấy. Khi qua cái dấu phẩy này thì giá trị của y mới bằng một đấy, và sau đó z thì sẽ bằng y nhân 2 đấy, tức là bằng 1 nhân 2 thì sẽ bằng 2 đấy, là kết quả của nó đấy. Thì đó, các bạn hiểu cái toán tử dấu phẩy như vậy ạ. Và cái toán tử dấu phẩy này thì mình có thể viết hai cái biểu thức chung chung cùng một cái dòng lệnh. À, thì trên đây là một số cái giới thiệu về cái toán tử dấu phẩy này. Đấy. Các bạn chỉ cần lưu ý một điều là cái toán tử dấu phẩy này thì nó thực hiện tuần tự biểu thức từ trái qua phải, đấy. Xong biểu thức trước mới được sử dụng đến cái biểu thức sau. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.